Chuẩn bị vào lưới nhặt bóng đi cưng. Không hạ được anh đâu cưng. Thủ môn siêu phàm đây. Được, để coi. Yeah, thủ môn siêu phàm hả cưng? Đi về tập luyện thêm đi. Lên đá lại nè. Thôi gà quá, có đá là anh đâu mà ngủ. Đi về luyện thêm 10 năm đi cưng. Sữa côn cao chơi bóng giỏi. Phải mua một thùng về uống mới được. Có hàng hả anh? Nhanh vậy? Rồi rồi em ra liền. Mới đặt có mấy tiếng mà giờ đã có hàng rồi. Công nhận nhanh thiệt.
sữa cun ngon thiệt. Giờ ta đã bổ sung năng lượng đến từ sữa Sikula lúa mạch rồi, ta sẽ khỏe mạnh như ba ba bự và nhanh như chớp đi chớp, đá bên giỏi như anh Quang Hải. Chờ đi. Muốn gì nữa đây thằng gà kia? Bây giờ tôi bả thi đấu lại nè, dám chơi không? Hôm bữa thua rồi không sợ hả? Bữa nay khác rồi cưng, anh không còn gà như hôm bữa nữa đâu. Vậy hả? Lần này anh cho cưng tâm phục khẩu phục. Bây giờ ai đã thước? Đã giỏi, đã trước đi, nhường cho bạn đó. Rồi, vô. Uống sữa cun bổ sung năng lượng mới được. Yeah!
Sao rồi? Chịu thua chưa? Hay đá tiếp? Thôi mình chịu thua. Tính ơi. Dây. Sao hôm nay bọn đá banh nó giỏi dữ vậy Tính? Vì mình cố gắng tập luyện và có thêm sữa cuốn, bổ sung năng lượng và vitamin giúp cao lớn, hỗ trợ miễn dịch nữa đó. Mà chưa hết đâu nha, sữa cuốn còn tổ chức một cuộc thi đá bóng với giải thưởng là 50 triệu đồng và hàng trăm giải thưởng mỗi tuần luôn á. Nè lên, uống cuốn, chơi bóng giỏi. Sữa cuốn ngon quá Tính này. Nhưng sao? Ngon. Ngon thiệt. Bây giờ tôi gọi đi đá bóng nè. Đây. Đây. Các bạn hãy đến với các cửa hàng tiện ích hoặc siêu thị tìm và mua cho mình những hộp sữa cuốn uống với tụi mình nha. Và hãy truy cập vào fanpage Lip Cuốn để tham khảo thông tin về cuộc thi. Và đừng quên tập luyện bóng đá để tham gia cùng tụi mình nha.